Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách chiên bánh phồng tôm bằng lò vi sóng ha. Cái lò vi sóng của mình là các bạn mình mua hồi năm 2008 tới giờ các bạn. Nó hơi cũ một chút nhưng mà nó xài rất là bền các bạn. Chỗ cái tay cầm ở dưới cái dĩa này nè các bạn, nó hơi bung bung ra nhưng mà xài nó cũng vẫn tốt các bạn, nóng bình thường. Bây giờ cái dĩa này nè, chúng ta rửa sạch thì các bạn, chúng ta lau khô. Chúng ta để chắc bánh phồng tôm vô đây, chúng ta quay nó các bạn. Quay trong vòng 40 giây, 30 giây rồi các bạn, là cái bánh phồng tôm mình nó phồng lên là như chiên vậy các bạn. Nhưng mà nó không có dầu mỡ nhiều. Mấy người lớn tuổi người ta ăn người ta sợ dầu mỡ thì chúng ta bỏ vô microwave này nè. Mình quay nó. Rồi bây giờ nè, mình bỏ vô đây mình quay cho các bạn coi. Bây giờ mình để xa xa ra vậy nè các bạn. Tại vì bánh mình nó nở phồng ra bự lắm á, mình để gần quá nó sẽ không đều ha. Bây giờ mình chỉnh ở đây là 10 phút, cái này là 1 phút, cái này là 10 giây. Bây giờ mình chỉnh 40 giây thì mình sẽ bấm 4 lần là nó sẽ được 40 giây nha các bạn. Thì tự động 40 giây xong là nó sẽ tự tắt lò ha. Còn nếu mình bấm 1 phút thì mình phải canh để thôi bánh mình nó khét, cái nút stop là ngừng lại nè, nút start là bắt đầu khởi động nè. Bây giờ mình khởi động là mình quay, mình thấy không, nó trừ trừ từ từ nè, 35, 34, 33 ha. Khi nào trở về số 0 thì nó sẽ ngừng lại các bạn. Rồi bánh mình nè, 40 giây thì nó hơi vàng đó các bạn đó. Bây giờ mình sẽ bớt lại, mình chỉnh 30 giây thôi. Lần này thì mình thử làm 30 giây coi nó có khét không. Nó hơi vàng thôi, tùy theo bánh của mình dày mỏng ha. Thì mình cứ canh, lần đầu thì mình quay vậy đó, rồi lần sau mình canh. Ồ, 30 giây nè các bạn, cái màu bánh rất là đẹp luôn nè, rất là vừa ha. Đó, vậy là bắt đầu chúng ta sẽ quay lần sau 30 giây thôi. Tại lần đầu mình canh thì mình không biết nó khét hay không. Rồi tiếp tục mình chỉnh thêm một lần 30 giây nữa. Rồi bấm nút ta nè, là bắt đầu nó quay các bạn. Sau khi mà nó quay còn số 0 thì nó sẽ báo cho chúng ta biết là nó xong rồi các bạn. Là chúng ta mở ra xem nè, đó rất là đẹp luôn ha. Vậy là chúng ta chỉ cần quay 30 giây thôi là cái bánh mình rất là vàng, rất là đẹp luôn nè. Rồi, thấy không? Bây giờ các bạn, nhà các bạn nào có lò vi sóng đó, thì các bạn thử làm theo cách này đi ha. Rất đơn giản, ăn không có dầu mỡ. Nhưng mà theo mình á, thì ăn cái bánh nó không có ngon bằng mình chiên các bạn. Khi mình chiên nó có dầu ở trong, nó béo hơn, nó ngon hơn. Nhưng mấy người mà bệnh mỡ máu cao rồi đó, người ta sợ dầu mỡ thì người ta không dám ăn bánh phồng tôm. Nhưng mà làm theo cái cách của mình, nó quay trong lò vi sóng thì nó không có mỡ nhiều ha, ăn tốt cho sức khỏe. Rồi các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi, rất đơn giản, rất dễ làm nha, ăn rất là ngon ha. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh mình để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.